Tối ngày 17 tháng 6, Đảng ủy và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức chương trình giao lưu tuyên dương các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn năm 2019-2024. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cùng 97 điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2019-2024. Tại chương trình giao lưu, đại diện các tập thể và cá nhân điển hình đã chia sẻ những kết quả nổi bật trong công tác dân vận của lực lượng vũ trang. Bên cạnh đó, các điển hình tiên tiến đã chia sẻ về những bí quyết và kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ huy, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhất là trong việc đề ra những biện pháp khắc phục khó khăn, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đưa ra nhiều giải pháp sáng tạo, việc làm thiết thực để đạt được những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong giai đoạn 2019-2024, lực lượng vũ trang tỉnh Lâm Đồng đã hưởng ứng và triển khai hiệu quả các phong trào thi đua như huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu, vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập, dạy tốt, học tốt, ngành hậu cần quân đội, làm theo lời Bác Hồ dạy, cũng như cuộc vận động, quản lý khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông. Kết quả giai đoạn 2019-2024, lực lượng vũ trang tỉnh có gần 1.300 tập thể và hơn 2.000 cá nhân được tuyên dương, khen thưởng. Đặc biệt, lực lượng vũ trang tỉnh Lâm Đồng vinh dự được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tặng danh hiệu đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2020 và 2021. Trong dịp này, 15 tập thể, 32 cá nhân được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng tuyên dương khen thưởng, 27 cá nhân được Ủy ban Nhân dân tỉnh khen thưởng vì thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng. Có thể nhận thấy những tấm gương điển hình tiên tiến của lực lượng vũ trang Lâm Đồng hôm nay là những cán bộ chiến sĩ với tinh thần trách nhiệm cao. Họ luôn nêu cao ý chí quyết tâm, không ngừng học tập, rèn luyện, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng vững mạnh. Điều đó đã góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết, niềm tin và quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang tỉnh Lâm Đồng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.